Có nhu cầu mua ạc Liên Quân, ạc Wi-Fi giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com để ủng hộ cho cô Ngân và Gaobet. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của cô Ngân. Hello, surprise. Thì mọi người thấy gì chưa? Ặc của ai đây? Ặc của ai đây? Xin giới thiệu với mọi người thì cô Ngân đang giữ ặc của Gaobet TV. Thì bây giờ cô Ngân sẽ soi xem trong ặc Gaobet TV sẽ có gì nha. Thì chuyên mục đầu tiên chúng ta sẽ soi thử coi bạn bè của Gaobet có bao nhiêu gái nha mọi người. Trời ơi, 6300TL ha. Vợ yêu chồng 2610 ha. Trời ơi, Gao cô Như ha. Trời ơi, ML mì ngọt này chắc chắn là con gái luôn nha mọi người. Tiếp theo là 68 bé đỉnh này là con trai rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lướt xuống nha mọi người. Trời ơi, YouTuber Lucky TV là con gái hả? Phải Ngân Lucky không đây? Ôi, gái hơi bị nhiều luôn nha mọi người. Ôi, trời ơi, chúng ta có nên xóa không mọi người? Có nên xóa kết bạn với lại gái không mọi người? Chắc xóa xong cô Ngân bị đuổi ra khỏi nhà luôn quá. Trời ơi, toàn gái thôi nha mọi người. Ôi, gái nè. Ôi, ăn em đi nữa ha. Trời ơi, Hèn Nhi nữa. Ôi, bé sữa nữa. Ôi, bé muối nữa. Thôi con bé ú này thì bỏ qua đi. Bé ú nó không có là gì hết á. Ôi, toàn gái thôi nha mọi người. Trời ơi, mình có nên xóa kết bạn không? Mình có nên xóa kết bạn không mọi người? Thôi bỏ qua chuyện này đi ha. Gaobet mà vào, Gaobet thấy thay đổi là Gaobet đập chết. Gaobet mà vào team 4, Gaobet mời không thấy người là Gaobet đuổi cô Ngân ra khỏi nhà luôn á mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lướt xem. Việc hấp dẫn của chúng ta đó là xoay ngay chỗ là vũ khí nha mọi người. Trời ơi, M421, 1,2,3, 4 khẩu vĩnh viễn. Ủa sao không trang bị cái này, trang bị giùm cho nha. Cô Ngân sẽ trang bị. Trời ơi, khẩu súng full gì đây? M1014 đuôi mắt tự thần. À, súng cũng mới ra, các bạn đã quay rồi. Rồi 201 ngày. Phải chưa? Ôi. AK90 ngày. Ôi, thanh niên này quay đồ kiểu gì vậy không biết. Phải vui đâu. Ôi. Quay đồ cái kiểu chi vậy trời ơi. Lướt xuống rồi nghe. Trời ơi, M14, 1,2,3, 4 khẩu bệnh viện. Soka. À Soka thì không sao rồi, lướt qua. Tiếp theo là Rosa. Rosa thì có 2 khẩu vĩnh viễn, 1411, 1234. 5 khẩu vĩnh viễn nha mọi người. 5 khẩu vĩnh viễn và hình như là chưa có MB40 năm mới. Ôi, SKS 1234 khẩu vĩnh viễn. Phải cái nuôi. Ôi, tiếp theo là M79 có 2 khẩu vĩnh viễn. Famat 1,2,3 khẩu vĩnh viễn trời. Phái nuôi. Famat hàng băng 175 ngày. 1,2,3, 4 khẩu spark. À khẩu này vẫn chưa ra bệnh viện hả, tội thế. M60 về nào không có bệnh viện mọi người. Thương dễ sợ luôn. Không quay. 4. Cực kỳ nguy hiểm. Súng này. Trời ơi, giàu vãi nồi. Xin. Trời ơi, VSX 113 ngày. Trời ơi, bạn làm cái gì vậy trời. Vãi nồi. Làm gì mà quay sáng giờ không ra. Thiếu hết 800 nghìn cho bộ khẩu súng này mà con Ngân chả thấy khẩu nào ra được vĩnh viễn luôn mọi người. À, có khẩu này ra được vĩnh viễn nha mọi người. MB5. Trời ơi. Thôi thiệt luôn á, các bạn cứ bỏ tiền vào mấy cái này, con Ngân xin tiền mua giày thôi thì không cho.
Ôi, mình không phải mua giày cho con Ngân không luôn, mua giày cho Gao Bẹt nha mọi người. Có mua giày cho Gao Bẹt nữa mà Gao Bẹt không cho tiền mua nha mọi người. Không phải mua cho mình con Ngân đâu nha mọi người. Ôi, con người gì đâu mà kỳ kẹo ghê luôn á. Để coi lướt ba lô coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 cái ba lô. Trời ơi, con xin mua có đồ một đôi giày thôi mà không cho. Kỳ cục kẹo ghê luôn. Chúng ta sẽ lướt xem một cái phần quan trọng đó, đó là tủ đồ. Bây giờ tủ đồ, tủ đồ. Trời ơi, đầu nè. Trời ơi, nhân vật nữ còn quá trời luôn mọi người. Tiếp theo là kính nè. Ôi, con Ngân sẽ phối đồ đẹp trai cho Gao Bạc nha mọi người. Ôi, đồ nè. Ôi, vậy mà đồ nhân vật nam thì nhiều quá đó, mà lúc nào cũng chơi nhân vật nữ mọi người. Làm như con nhân vật nam nó không có đồ, ăn đồ chơi nhân vật nữ, không biết, không hiểu sao chơi nhân vật nữ làm cái chi luôn á mọi người. Ôi, kỳ kèo. Ôi, con Ngân sẽ phối đồ thành một anh hot boy. Xanh áo nào nhờ. Ôi trời ơi, 6 múi nha mọi người. Ngực cơ bắp vẹn vỡ. Đó, cái này nè. Với cái quần, cái áo quần. Trời ơi, quần nè. Vậy mà con Ngân xin có tiền đi mua đôi giày thôi. Nhìn giày của nhân vật thì quá trời luôn. Con Ngân xin tiền hả? Quay súng thì mấy trăm ngàn. Con Ngân xin tiền để đi mua đôi giày cho, mà cũng không có cho. Gao Bẹt kêu. Bẹt kêu hay là kêu? Kêu. Kêu thấy sợ luôn á. Ôi, cái ạc này. Cái ạc mọi người nhìn đi. Lướt đồ lướt mãi không hết luôn nha mọi người. Trời ơi. Mà con Ngân xin tiền đi mua đồ mà cũng không có cho luôn mọi người. Giày nhân vật thì quá trời luôn. Còn cái này nè, sáng nay bỏ tiền ra quay cái khẩu skin mà cũng không ra được vĩnh viễn, ra được MB5 vĩnh viễn mọi người. Trời ơi, ok, nói chung clip này để bóc phốt Gao Bẹt thôi nha mọi người. Bóc phốt Gao Bẹt là Gao Bẹt dùng tiền để quay súng nhưng mà không mua giày cho con Ngân nha mọi người. Ok, clip đến đây là kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những clip và những buổi livestream tiếp theo. Bye bye mọi người nha.